Ừ, tôi sẽ bay chuyến sớm nhất. Tôi sẽ về luôn trong ngày nha. Ngày mốt tôi sẽ gặp họ vào lúc 8 giờ. Anh hãy lên lịch cho tôi. Vậy thôi nhé. Anh à, có chuyện gì vậy? Về chuyện làm ăn của nó ấy, anh không có ý định gì thay đổi cả đâu. Còn em ấy, em đừng đừng làm cái cầu để định nối liền giữa anh và nó, bởi vì không thể nào nối liền giữa cái đúng và cái sai được, em hiểu không? Anh, mấy bữa đông khách á thì không thấy thằng cha nào tới hết trơn. Thằng cha nào? Thì thằng cha Bảo Hoàng nè, Lão Kiên, Trần Phi nữa chứ ai. Mỗi bữa ngồi đây như ngồi đồng, như đuổi không ai chịu về hết á. Hôm nay không thấy dáng ai hết. Ông buồn cười thiệt á. Người ta đâu phải nhân viên của quán mình, người ta muốn đến lúc nào là tùy người ta chứ. Giang nè, Giang đuổi Thu cái tiền chi vậy? Giang phải tìm người trước rồi Giang mới đuổi Thu cái ti mới đúng. Trời ơi, cô có làm gì được đâu, cô đến thì cô còn phá tôi thêm. Nhưng mà vài bữa nữa Giang mở cái quán này là quy mô lớn, Giang phải tuyển người vô đây thật là đông làm nó mới được chứ. Vinh với Giang, Vinh cứ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, Vinh làm không nổi, Vinh đuối quá. Ông yên tâm đi, khi nào mở quán tôi sẽ mướn mấy cô thật đẹp về trong quản lý được chưa? Ủa, Giang nghĩ Vinh xấu như vậy đó hả? Trời, đẹp mà còn chê đó hả? Xấu hết, xấu hết. Chỉ có một mình Giang đẹp thôi. Thôi, ông đừng đứng đó mà định tôi nữa. Bây giờ đó, ông đi châm nước sôi giùm tôi. Hết nước rồi. Có liền. Rồi sau đó ông chạy ra ngoài mua giùm tôi những thứ này. Rồi, được luôn. Xin tuân lệnh. Người đẹp đi xe đẹp không bị hư hả? Cũng hư như thường à. Vinh, lại phụ tôi sửa xe chứ. Không hiểu sao đi giữa chừng bị hư à. Cái gì? Phụ đẩy xe à? Ừ. Ở đây không có rảnh nha. Không có rảnh. Nè, bạn bè cái gì kia vậy hả? Ừ. Không có rảnh. Ha ha ha.
Ủa? Alo, đội cứu hộ đó hả anh? À, anh có thể tới ngay Phú Mỹ Hưng được không? Xe tôi đang bị hư ở đây nè. Tới liền. À, không, như vậy thì lâu quá. Nhanh lên được không anh? Rồi, khi nào tới gọi tôi nha. Cảm ơn. Sao rồi Vinh? Xe hư hả? À, Bảo Hoàng đẩy giùm Vinh. Đẩy đâu? Thì đẩy cho anh nữa. Ủa, tôi tưởng anh đẩy bãi xà bần hay là bãi phế liệu. Thích bãi nào tôi đẩy cho. Nói kỳ quá. Đẩy giùm Vinh đi. Đẩy tới cái Vinh đập số cái nó nổ liền à. Đẩy giùm Vinh đi. Vì sao vậy? Hả? Mà xui xẻo dữ vậy trời. Anh này, với quán mới em sẽ chỉ tập trung vào trà chứ không ôm đồm nhiều việc như ở đây nữa. Đây là bản phác thảo tạm thời, anh xem qua rồi góp ý cho em nha. Nhìn em bây giờ không ra dáng bà chủ chút nào, giống y như là cô bé sinh viên bướng bỉnh trễ nải việc nộp luận văn vậy. Em nhớ rồi thưa thầy. Lộn xộn quá, cấu trúc không ổn. Chậm nhất là 9 giờ ngày mai, không được trễ dù chỉ một phút. Cô phải nộp bản phác thảo này cho tôi bằng văn bản rõ ràng. Thưa thầy em nhớ. Đây, theo anh á, em nên mà thiệt tình nha. Tôi chưa bao giờ thấy thằng cha nào á mà khó chơi như hắn vậy đó. Mà ai biết đâu, hắn ta cũng đang nghĩ ông là một con gà đang nhảy múa xung quanh Hà Giang. Cái gì? Ông nói tôi lận gà như múa hả? Ông nghĩ sao ông nói vậy? Hả? Cười đi. Cười gì? Đứng ở đây đợi chút nha. Cô kia, cô đi đâu đó? Em đi kiếm anh á. Kiếm tôi? Sao cô biết tôi ở đây mà cô tới? Em qua quán á mà không có thấy anh ở đó đó, nên em biết ngay là anh sẽ ở đây nè. Hay không? Thôi thôi, cô về đi. Tôi sợ cô lắm rồi. Em làm gì anh mà anh sợ em? Tự nhiên anh đuổi em về à? Ơi, tại sao lại khóc? Mới nói chút xíu là khóc là sao? Đừng hít ướt. Nín. Nín. Nín ngay. Không khóc nữa. Muốn khóc thì nhà khóc. Cô đi về đi. Không. Ê. Người ta qua đây kiếm mà muốn chết luôn. Không. Tự nhiên đuổi người ta về. Ngu sao về chứ. À, bây giờ vậy đi. Bây giờ cũng gần trưa rồi. À, cô đi ra ngoài chợ mua ít đồ ăn. Rồi tôi đỡ nhà nha. Nhưng mà anh chở em đi nha. À, bây giờ tôi bận rồi. Cô đi đi, đi một mình đi. Không. Nghĩ sao đi một mình vậy? À, nhà Trần Phi bây giờ cũng bừa bộn lắm. Cô vô coi phụ giúp được cái gì phụ giúp. Trời,